thưa với các vị khi các vị buồn các vị sẽ đi đâu và làm gì với nỗi buồn các vị có buồn không ạ à? trong cuộc sống có khi nào các vị buồn không hả có đúng không có vui không rồi vui nhiều hay buồn nhiều buồn nhiều xin chúc mừng các vị vậy rồi mỗi khi buồn đó các vị sẽ đi đâu sẽ làm gì với cái nỗi buồn đó hả minh thiền kể các vị nghe một câu chuyện để các vị thấy mình có giống cái người trong câu chuyện hay không có một nữ thí chủ có địa vị có quyền lực giàu có mà lại còn xinh đẹp xinh đẹp như tất cả quý cô quý bà ngồi ở đây vậy đó khi nữ thí chủ đó có những nỗi buồn có những cái điều bất an trong cuộc sống thì cô ta tìm đến chùa cô ta tìm đến chùa lễ phật và sau đó xin được gặp quý thầy để thưa trình về những điều mà làm cho cô ta buồn, những điều làm cho cô ta bất an. Cứ mỗi lần buồn phiền là đi chùa lại Phật. Mỗi lần buồn phiền là đến chùa gặp quý thầy để thưa trình quý thầy chỉ cho con cái con đường, cái cách thức cho con vượt qua cái nỗi buồn, vượt qua cái nỗi bất an đó. Rồi có một lần được đại phước cô gặp được thiền sư Vô Đức Cô mới đến thưa với Thiền Sư Vô Đức rằng Bạch Hòa Thượng Trong cuộc sống có nhiều nỗi buồn phiền Có nhiều nỗi bất an Vậy làm sao chúng con không chuốt lấy buồn phiền Và bất an trong đời sống của mình nữa Bởi vì con tự nhận thấy mình quá mệt mỏi Với cái buồn phiền và bất an này rồi Hòa Thượng chỉ dạy cho con cái cách mà trong đời sống con đừng gặp nó nữa thiền sư vô đức mỉm cười ngài nói có những điều nữ thí chủ cần phải làm và nếu nữ thí chủ làm được thì buồn phiền và bất an sẽ không đến với nữ thí chủ sở dĩ buồn phiền và bất an đến là vì chúng ta không làm được những điều sau đây Thiền sư Vô Đức dạy Thứ nhất Hãy tập nói lời thiền Các vị nghe cho kỹ nha Tập nói lời thiền Thứ hai là Hãy vận dụng lắng nghe âm thanh của thiền Thứ ba là hãy làm những việc làm thiền Thứ tư hãy giữ tâm ý thiền Bốn thứ này thành tựu được làm được thì không dướng phải buồn phiền bất an trong đời sống nữ thí chủ nghe thiền sư vô đức nói như thế thì mới thưa với ngài rằng bạch hòa thượng dạy lời thiền là như thế nào âm thanh thiền là như thế nào việc làm thiền như thế nào tâm ý thiền như thế nào xin hòa thượng chỉ cho con thiền sư vô đức nói lời thiền là một người nói ra lời nói gì khiến người khác nghe im tai vui lòng lời nói đó được phát sức từ trong tình thương yêu nói không vì định kiến không vì thành kiến không vì thù hận mà nói mà khi nói ra là vì thương yêu để mà nói lời nói đó ta gọi là lời thiền thứ hai là âm thanh thiền tất cả những điều mà một người nghe được dù khen hay chê dù chửi hay là ca ngợi tán tụng thì hãy nghe nó thành những âm thanh vi diệu nếu như nghe lời chê hãy biến lời chê đó thành lời khen nếu như nghe lời chửi bới hãy biến lời chửi bới đó thành lời an ủi như vậy thì người ấy thành tựu được âm thanh thiền việc làm thiền là việc làm đem đến được niềm vui cho người đối diện ta gọi ấy là việc làm thiền tâm ý thiền là tâm ý an trụ trong chánh niệm chánh định mà con người đang an trụ trong chánh niệm và chánh định thì sẽ không bị đau khổ bởi những ý niệm mà ta gọi là vọng tưởng cuồng tâm như vậy nếu như nữ thí chủ thành tựu được bốn việc này tất cả những buồn phiền và bất an không thể đến với được đến được với nữ thí chủ như vậy chúng ta thấy rằng thiền sư vô đức dạy cho một người phật tử bốn điều nên làm các vị bây giờ cũng đi chùa cũng có những buồn phiền cũng có những bất an trong đời sống và rồi Các vị tìm đến chùa lễ Phật Có bao giờ nói với Phật là Phật ơi con buồn quá không Có bao giờ nói với Phật là Phật ơi con đau khổ quá không Có chứ Nhưng mà có những điều Chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc Thì chúng ta không nói với Phật đâu Có cái buồn là chúng ta đem đến Ta gửi gắm Ta tặng cho Đức Phật nhưng cái vui cái hạnh phúc thì không bao giờ chúng ta đem đến chúng ta nói là phật ơi hôm nay con vui quá trong đời sống con thấy hạnh phúc quá con xin đem cái niềm vui cái hạnh phúc này con kể với ngài để ngài vui với con có bao giờ chúng ta nói như vậy đó nhưng mà đến thì phật ơi con khổ quá chồng con nhậu dễ chửi hoài phật ơi con khổ quá con của con nói nó không nghe nó cứng đầu nó lì lộm nó cãi bướng vân vân và vân vân ở đây chúng ta đi vào câu chuyện để thấy một nữ thí chủ có quyền lực có địa vị có tiền có nhan sắc nhưng trong cuộc sống thường xuyên gặp phải những buồn phiền bất an như vậy từ chỗ đó chúng ta khẳng định rằng trong cuộc sống này người giàu cũng khổ đúng không ạ người giàu cũng khổ chứ đâu phải có những người nghèo như chúng ta mới khổ chúng ta cứ nghĩ rằng tôi nghèo tôi thiếu thốn cho nên tôi khổ tôi buồn phiền còn những người kia họ giàu có chắc họ không có buồn phiền họ không có đau khổ thưa với các vị trong câu chuyện này nói với chúng ta rằng trong cuộc sống nếu không khéo sống thì ai cũng có buồn phiền ai cũng có đau khổ hết dù người đó là ai và chúng ta thấy có một điều rất tuyệt vời đó là là một người tính nữ có niềm tin với phật pháp cho nên khi gặp điều gì bất an trong đời sống không tự giải quyết được thì đi tìm đến chùa lại Phật rồi cầu xin quý thầy chỉ bảo cho cái cách thức để chiến thắng được nỗi buồn. Còn bây giờ các vị là Phật tử. Nếu như có buồn phiền bất an các vị sẽ làm gì? Các vị có đến chùa lại Phật không? Bây giờ minh thiền khuyên như thế này. Nếu như trong đời sống các vị có những buồn phiền, có những bất an đó thì các vị hãy đưa tay lên và nói với mình rằng nỗi buồn này không phải chỉ riêng ta sự bất an và đau khổ này không phải chỉ riêng ta mà tất cả những người có mặt trên cuộc đời này đều có những nỗi buồn phiền và bất an như ta thế cho nên ta phải cố gắng người khác chiến thắng được nỗi buồn người khác chiến thắng được bất an ta cũng phải chiến thắng được nó đó là điều thứ nhất để mình tự an ủi mình Điều thứ hai, khi buồn phiền bất an đến, chúng ta hãy bình lặng tâm. Hãy bình lặng tâm để sôi sáng, để tìm hiểu coi nguyên nhân gì dẫn đến buồn phiền và bất an. Tìm cách để hóa giải nó. Cũng như có một sợi dây nó được gút, nó được cột lại từng nhiều gút. Bây giờ chúng ta muốn mở nó ra thì phải chịu khó ngồi. Từng, từng thắt một, từng thắt một chúng ta mở ra cũng vậy tâm thức của con người cũng như thế các vị ạ. À. Điều thứ ba, nếu khi ta đối diện với buồn phiền bất an mà ta chịu không nổi đó, ta là Phật tử, ta có thể lên trước bàn Phật, quỳ dưới chân của Đức Phật để than vãn với Đức Phật. Phật ơi, ngày hôm nay con quá đau khổ, Phật ơi có một việc nó đến mà con không thể nào chấp nhận nổi, con không thể nào chịu nổi, con không thể nào gánh nổi, xin Phật thương con, Phật chia sẻ cái sự đau khổ này với con Rồi chúng ta hãy khóc trước Đức Phật Kể lễ ra những điều mà làm chúng ta đau khổ với Đức Phật Lòng ta sẽ nhẹ nhàng Hoặc chúng ta đi tìm một người Mà chúng ta nghĩ rằng họ có thể lắng nghe chúng ta một cách chân thành nhất Để chúng ta nói với họ những điều làm chúng ta Chúng ta đau khổ Khi chia sẻ những điều đó ra Lòng ta sẽ vơi bớt đi những buồn phiền và bất an nếu một người giỏi khi buồn phiền khi bất an khi đau khổ nó đến chúng ta tập thiền quán tập thiền quán hoặc là chúng ta sẽ chiên tâm niệm phật nhiều hơn vì vậy ở đây minh thiền khuyên các vị khi có buồn phiền có đau khổ thì nhớ niệm phật nhiều hơn nhớ niệm phật nhiều hơn chứ đừng có buồn rồi cái Xách xe chạy ra quán Kiếm vài sĩ Chích vô tê tê Cái nghĩ rằng nó quên đi cái nỗi buồn Hoặc là nó buồn rồi cái Mình đi kiếm cái việc gì đó Để mình làm Để mình trốn tránh nó Vì mình không dám đối diện với nó Nhưng thưa với các vị Có những người Họ buồn Họ tự đóng cửa nhốt mình ở trong phòng Lúc bấy giờ tự bản thân họ gặm nhấm những cái buồn phiền đau khổ rồi ăn không được ngủ không được dẫn đến thân xác tiều tị. có những người đau khổ quá lớn bất an quá lớn chịu không nổi tự giận chết luôn đó là điều không nên chút nào cả là người học phật thì chúng ta phải thấy rõ những việc làm này là những việc làm mà chúng ta cần phải tránh xa nó ra nó không phải là những việc mà những người Phật tử nên làm, nên sống. Những người Phật tử sống trong cuộc sống không phải ta cầu mong cho ta đừng có buồn phiền, đừng có bất an, nhưng chúng ta cầu mong rằng chúng ta luôn tỉnh táo, tỉnh thức trước những buồn phiền và bất an đến với chúng ta, đó là giỏi. Vì sao hôm nay Minh Thiền nói nhiều về điều này? Như hồi nãy các vị nói, chúng con có niềm vui, chúng con có nỗi buồn, nhưng buồn nhiều hơn vui, từ đó mới suy si ra rằng cuộc sống này con người chúng ta thường gánh vác rất nhiều những nỗi buồn phiền bất an trên thân phận nhỏ bé này. Nên lời của Đức Phật dạy là cách thức để chúng ta đặt buồn phiền xuống mà không phải mang nó ở trên người của mình. Đi sâu vào lời dạy của thiền sư Vô Đức để chúng ta thấy, ngài nói nếu không muốn buồn phiền bất an đến hãy thực tập lời nói thiền nghe nói lời nói thiền nó oai lắm nó oách lắm nhưng mà nó đơn giản lắm là những lời nói mà nói ra không làm đau lòng người nghe các vị nhớ ngắn gọn như vậy thôi lời nói thiền là lời nói mà khi chúng ta nói ra không làm đau lòng người nghe các vị có thường nói làm đau lòng người nghe không có không ạ à? chửi người ta là làm đau lòng người ta nè nói xạo người ta gạt gẫm người ta là làm đau lòng người ta nè nói không đúng sự thật là làm đau lòng người ta nè các vị có hay nói những điều đó không nếu có thì chưa phải là lời nói thiền và nếu có thì đau khổ bất an nó sẽ tìm đến với các vị chính vì vậy mà là người học Phật chúng ta phải thực tập học cách nói thưa với các vị vì sao Minh Thiền dùng cái cái từ học không học thì không nói được đâu không học thì chúng ta quen theo cái bản tính quen theo cảm xúc của mình vui mình nói kiểu khác buồn mình nói kiểu khác giận mình nói kiểu khác thương mình nói kiểu khác thế cho nên Minh Thiền nói phải học chữ học ở đây là học điềm tĩnh học quán chiếu học tư duy trước khi mình nói cái điều gì đó mình phải cẩn thận về nó chứ không phải mình thích mình bốc đồng mình sốc nổi là mình nói bực bội là mình nói ghét là mình nói mà mình phải học bình lặng mình phải học quán chiếu mình phải học cẩn trọng về lời nói hay nói một cách khác là chúng ta hãy nghe những điều mình muốn nói hãy nghe những điều mình muốn nói mình phải coi mình chuẩn bị nói cái điều gì và nó có làm đau khổ cho người khác hay không nếu nó làm đau khổ cho người khác nhất định là không nói mình phải xem mình chuẩn bị nói cái điều gì nó có gây hại cho người khác hay không nếu nó có gây hại cho người khác thì nhất định không nói mình phải xem lời mình nói ra có giúp người ta thoát qua khổ đau hay không lời mình nói ra có thể làm cho người ta nở được nụ cười hay không lời mình nói ra có mở ra cho người ta một con đường tươi sáng hay không nếu có phải nói nên nói và cần thiết phải nói nên thứ nhất mong các vị nhớ nếu như nói một điều gì làm người khác đau lòng thì nhất định không nên nói. Và chúng ta phải thực tập là từ hôm nay con nguyện dùng cái miệng này để nói những lời thương yêu với những người đối diện. Con nguyện dùng cái miệng này để khuyên bảo những người đang lầm đường lạc bước, con nguyện dùng cái miệng này để ca tụng về đức Phật, con nguyện dùng cái miệng này để giảng nói những điều tốt đẹp thưa làm được không ạ à? được không minh thiền nói chuyện các vị nghe có buồn ngủ không xong ngồi im im hết vậy có buồn ngủ không không buồn ngủ hả không buồn ngủ nói tiếp còn nếu buồn ngủ thì cứ nằm xuống đó ngủ không sao cả tôi là đại sứ của gây mê mà thứ nhất là lời nói thiền chúng ta chỉ học bấy nhiêu đó thôi thứ hai là âm thanh thiền âm thanh thiền tức là chúng ta lắng nghe tất cả những âm thanh đến với chúng ta thông thường chúng ta sẽ thích nghe những cái mà nó làm cho mình vui những cái nó thuộc về là lời khen lời ca tụng lời tán dương lời nịnh nọ chúng ta rất thích nghe những điều đó còn chúng ta hoàn toàn chán trường và bực bội khi nghe những lời chê bai chỉ trích chửi bới của người khác dành cho chúng ta nhưng ở đây thiền sư vô đức nói rằng nếu như nghe được lời chửi hãy biến nó thành lời khen hãy nghĩ đây là lời khen còn nếu nghe lời chê thì hãy xem đây là lời tán tụng nghe lời sĩ vã thì hãy xem đây là lời an ủi vỗ về cái này rất khó làm rất khó làm bởi vì chúng ta thường sống bằng cảm xúc nghe cái gì vào trong này là tâm ý của chúng ta nó theo lời nói phát khởi lên không cần phải qua giai đoạn tư duy. Cho nên bây giờ âm thanh thiền tức là nghe nhưng phải tư duy chứ không phải là nghe xong bộc lộ cảm xúc liền. Nhớ nha, nghe chửi thì phải tư duy nói rằng đây không phải là lời chửi, đây là lời khen. Nghe chê thì đây không phải lời lời chê đây là lời ca tụng nghe sĩ vã thì đây không phải là lời sĩ vã mà đây là lời an ủi vỗ về cho nên thực tập mai mốt về có cái bà hàng xóm bảo buồn buồn mình gì đó và hứng lên và chứng chống nạnh và chửi thì bên này mình cứ mỉm cười để bà chửi một hơi thiệt là đã xong mình qua mình hỏi chị mệt chưa hôm nay tôi cảm ơn chị chị khen tôi quá chừng quá đổi <laughs> mình làm được như vậy là tự nhiên người ta khiếp mình liền mai mốt nhất định không dám chửi nữa trời ơi mình chửi nó cả buổi chiều hết hơi hết sức mà nó qua nó nói với mình nó cười tươi rối rối nó còn nói là mình khen nó chứ, nữa chứ vậy là mai mốt không bao giờ dám chửi còn mà giỏi hơn nữa là khi mà người ta chửi đó là mình vô trong nhà mình mở tủ lạnh mình lấy một ly đá rồi nặng trái chanh quậy miếng đường đem qua cho nó nên uống đi thấm giọng rồi chửi cho nó đã nghe chị Bởi vì tôi thích chị chửi Vì tôi nghe những lời chị chửi nó trở thành những lời khen ngợi Tôi rất là thích chị Đảm bảo mai mốt không ai dám chửi mình nữa Nhưng mà nhớ là quậy ly nước chanh chứ đừng quậy ly nước muối Người ta uống xong rồi nó quánh không biết đường chạy <laughs> Cho nên ở đây âm thanh thiền Tức là khi chúng ta nghe những điều mà khiến cho chúng ta đau khổ bất an thì chúng ta phải tư duy nó quán chiếu nó nó không phải là lời chê lời chửi mà nó hoàn toàn là những lời đang ca tụng tán thán chúng ta chỉ một cái suy nghĩ nhưng nghĩ về hướng tiêu cực nó dẫn chúng ta đến hành động tiêu cực nghĩ về hướng tích cực nó làm cho chúng ta thảnh thơi an lạc vô cùng hai thứ lời nói và âm thanh. Thứ ba là việc làm thiền. Việc làm không có thiền là việc làm đem đến sự ích kỷ. Chúng ta chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Việc làm đó không phải là việc làm thiền. Việc làm thiền mà thiền sư vô đức nói là những hành động đem đến lợi ích cho người khác đơn giản quá đi làm từ thiện tặng cho người một cái bì thư một thùng mì một bao gạo có được xem là việc làm thiền không ạ à? có chứ theo lời của thiền sư vô đức có đó rồi cái hành động nắm tay dẫn một người tàn tật hoa lập một cụ già đi qua đường có được xem là hành động thiền, việc làm thiền không? Có chứ. Đi bên đường, chúng ta thấy cái rác, nó rơi không phải chỗ. Chúng ta khơm xuống, chúng ta nhặt cái rác đó, đem bỏ vào thùng rác. Có được xem là việc làm thiền không? Có. Cho nên việc làm thiền, nó là việc làm từ những điều rất nhỏ nhiệm, nhưng nó làm vì cái suy nghĩ lợi ích cho người khác đó là việc làm thiền cái vị làm được không vậy ông chồng ổng thèm rượu ổng kêu đi mua rượu cái đi ổng kêu mày đi mua cho tao sĩ rượu về tao uống rồi cái mình mình thương ổng quá mình quất chồng một lít luôn cái hành động đó có được gọi là hành động thiền không sao thiền được cái đó là thiền đăng á viết thiền đăng không đọc ngược cái từ thiền đăng thử coi nó ra cái gì thưa phải thầy chúng việc làm đem lại lợi ích nha chứ không phải việc làm đem đến tổn hại suy nghĩ cho tường tận suy nghĩ cho tường tận một người họ họ có hành động không tốt họ có lời nói không tốt chúng ta đến chúng ta ca ngợi chúng ta tán thán họ. thưa việc làm này không phải là việc làm thiền mà việc làm này là việc làm đem đến sự quỷ hoại. Có nghĩa là khi người ta làm những điều không tốt mà mình ca ngợi mình tán thán có nghĩa là mình đồng tình với việc không tốt đó. Mình đang quỷ hoại người ta và mình đang quỷ hoại chính mình. Cho nên cái chỗ này suy nghĩ cho kỹ. Đừng nghĩ việc làm thiền là việc làm đem đến là lợi ích cho người khác nhưng không có lối tư duy thì coi chừng chúng ta sai lầm chết luôn. Rất nhiều người sai lầm, rất nhiều người sai lầm. Ở đây Minh Thiền không nói sâu, nói những điều rất đơn giản. Chúng ta thấy có một người, họ sống làm việc, không nghĩ cho người khác, họ nghĩ cho bản thân họ mà thôi rồi chính vì việc làm ích kỷ đó đôi khi nó khiến cho tài sản của họ ngày càng được nùng hậu họ giàu có một cách rất là mau lẹ từ những việc làm bất chánh chúng ta đến chúng ta ca ngợi tôi thật là khâm phục anh bởi những hành động bởi những việc anh làm bởi sự siêng năng của anh nó đem đến cho anh nguồn tài sản thật dồi dào phong phú anh có một đời sống mà tôi rất hâm mộ vân vân và vân vân thưa với đại chúng câu nói lấy lòng của người khác nhưng làm cho chúng ta tổn phước vô cùng luôn bởi vì sao thông qua câu nói đó chúng ta đang đồng tình với sai chúng ta đang chấp nhận cái ác nên đại chúng nhớ cẩn thận có nhiều và rất nhiều thứ đang tồn tại trong cuộc sống này ở đây mình thiền không dám nói sâu nói ít ít thôi rồi mình bỏ qua cái việc làm thiền mình đi đến đó là tâm ý thiền tâm ý thế nào là tâm ý thiền và tâm ý thế nào không phải là tâm ý thiền thường các vị sử dụng cái đầu của mình để nghĩ về việc gì ạ à? hàng ngày các vị suy nghĩ là các vị sẽ nghĩ về cái gì nhiều nhất cái gì khiến cho các vị phải ngày đêm nghĩ về nó tiền có phải vậy không tiền trước khi đi ngủ nghĩ tới tiền trong giấc ngủ cũng mơ về tiền vừa mở mắt ra cũng muốn thấy tiền rồi cả một ngày cặm cụi bận biệu mệt mỏi cũng vì vì gì vì tiền tiền rồi tình nếu mà không khéo thì, thì dẫn đến tù rồi tội tâm tiền tình tù tội để thấy rằng cái tâm của chúng ta cái ý của chúng ta chỉ nghĩ đến những việc ở bên ngoài không bao giờ có phút giây nào được an định cả mà ở đây thiền sư vô đức nói nếu như tâm ý thiền là tâm ý phải có chánh niệm có chánh định an trú trong hiện tại ngay giây phút bây giờ vậy chánh niệm là cái gì và chánh định là cái gì nói đơn giản cho phật tử dễ hiểu là không có suy nghĩ lung tung làm việc gì để tâm ý ngay ở việc đó đó là cách đơn giản để chúng ta hiểu về chánh niệm và chánh định đi tụng kinh biết mình đi tụng kinh ngồi trong chùa tụng kinh thì chỉ biết theo dõi từng lời kinh của phật dạy không nghĩ về ở nhà không nghĩ là chút ở dưới bếp mấy thầy đãi cái loại chè gì chỉ biết tụng kinh thôi chứ còn đừng có ngồi đây tụng kinh mà nghĩ hồi hồi tháng trước thầy ổng đãi chè không biết đợt này ổng có đãi cháo hay không như vậy thì tâm ý không thiền lại phật sám hối thì chỉ biết nhất tâm lại phật sám hối thôi không nghĩ đến câu nói của người kia hồi sáng không nghĩ đến bóng dáng của người nọ hồi chiều đó là tâm ý thiền như vậy từng cái việc tụng kinh niệm phật chúng ta suy si ra tất cả những hành động tất cả những lúc mà chúng ta có mặt trong từng thời từng khác từng hoàng từng cảnh chúng ta nên nhớ làm việc gì tập trung việc đó ở đâu biết ở đó thì có chánh niệm có chánh định có thiền nó có dễ không ạ à? đâu có gì đâu mà khó không có gì khó hết á nó rất là dễ làm nhưng khổ một nỗi là chúng ta không tin vào những điều này chúng ta không tin rằng khi con nói lời nói tốt đẹp khi con lắng nghe và chuyển hóa cái nghe khi con làm những điều lợi ích cho người khác và khi con thực tập tâm ý mình có chánh niệm thì con không tin rằng con làm được những điều đó thì con sẽ hết khổ đau, hết buồn phiền. Thế cho nên chúng ta không không có làm. Chúng ta đặt niềm tin vào lời của Thiền sư Vô Đức vì không phải tự ý Thiền sư Vô Đức có thể nói ra được những điều này mà trải qua vài mươi năm công phu tu tập, nương vào lời Phật dạy có được thành tựu an lạc giải thoát mới có thể nói ra những điều này để dạy lại chúng ta hết sức là từ bi hết sức là vì chúng ta mà nói vậy thì bây giờ chúng ta chỉ mỗi việc thực hành những điều này thôi các vị nhớ nha nói lời thiền nghe âm thanh thiền làm những việc làm thiền giữ tâm ý trong chánh niệm chánh định gọi là thiền làm được bốn việc này không có đau khổ bất an nào đến với chúng ta hết các vị tin không? Tin chứ Tôi rất là tin điều đó Và bản thân Của quý thầy hay quý Phật tử Muốn đi đến an lạc Muốn đi đến giác ngộ giải thoát Phải thực hành những điều này Không khác đi được Không khác đi được Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? bảy giờ lăm À bảy giờ mười lăm mình nói được một tí nữa đi ha, nói mười phút nữa rồi mình nghỉ để cho phật tử sám hối về đường còn xa, có một con sư tử, nó dẫn con nó đi chơi, cái con sư tử con nó mới chặn đường sư tử mẹ lại hỏi, mẹ ơi mẹ con nghe loài người nói về hạnh phúc vậy hạnh phúc nó ở đâu hả mẹ sư tử mẹ nói là hạnh phúc nó nằm ở cái đuôi của con á sư tử con nghe như vậy thì mừng quá nghĩ rằng ồ loài người cứ mãi đi tìm hạnh phúc mà không biết hạnh phúc ở đâu hóa ra hạnh phúc nó nằm ở sau cái đuôi của mình Thế rồi anh cứ chạy, anh ngoái lại, anh nhìn cái đuôi, anh cố gặm cho được cái đuôi mà không được. Anh cứ quay 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 hoài tí anh mệt. Anh nói mẹ ơi hạnh phúc ở cái đuôi của con nhưng con không thể nào tiếp cận được hạnh phúc, không tiếp cận được cái đuôi. Vậy thì con làm sao hả mẹ? Con sư tử mẹ mới nói rằng con không cần đuổi theo hạnh phúc. Con chỉ cần ngẩng cao đầu tiến về phía trước thì hạnh phúc tự khắc sẽ đi theo sau con câu nói này rất hay ngẩng cao đầu đi về phía trước hạnh phúc tự khắc đi theo sau chúng ta chỉ cần hiên ngang để mà sống hiên ngang để mà làm việc thì hạnh phúc tự nhiên phải đi theo sau chúng ta hiên ngang ở đây phải hiểu như thế này là người con Phật Chúng ta không phải là chúng ta hiên ngang là lúc nào cũng nghỉnh cái mặt lên Để xem thường thiên hạ Hoặc là nghỉnh cái mặt lên để tự cao về bản thân mình Mà hai chữ hiên ngang có nghĩa là Chúng ta hãy sống với những điều đúng Hãy sống với những điều phải Hãy sống với những lời Phật dạy Ứng dụng những điều đúng điều phải và lời phật dạy trong đời sống của mình như vậy thì gọi là một đời sống hiên ngang nhớ như vậy chỉ cần chúng ta ứng dụng lời phật dạy trong đời sống của mình sống và tu tập theo lời phật dạy chúng ta sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc lúc đó không cầu hạnh phúc hạnh phúc cũng sẽ đến với chúng ta chỉ sợ chúng ta không sử dụng lời phật dạy trong đời sống của mình thì chúng ta hoàn toàn đi tìm hạnh phúc thì muôn đời cũng không có được hạnh phúc. Tóm ý lại Minh Thiền nói với đại chúng, buồn khổ nó không phải riêng của chúng ta, có cách để hóa giải. Chỉ cần chúng ta sống khéo, sống tốt, buồn khổ sẽ không có mặt. Chỉ cần chúng ta hiên ngang để mà sống, thì hạnh phúc sẽ theo chúng ta. Hạnh phúc hay buồn khổ do bản thân của chúng ta tự tạo ra không khéo chúng ta tạo ra buồn khổ thì chúng ta phải gánh chịu nó rồi gặm nhấm nó suốt cả một cuộc đời của mình mà nên nhớ rằng nếu kiếp này không giải tỏ được buồn khổ thì chúng ta lại đeo mang nó đến những kiếp sau vì sao bởi vì những kiếp trước chúng ta đã có quá nhiều buồn khổ nhưng không quá giải nó rồi mang nó mãi đến kiếp này đến ngày hôm nay Rồi ngày hôm nay chúng ta cũng không quá giải Chúng ta không thoát ra được nó Thế là chúng ta bị nó gặm nhắm suốt một đời Rồi lại một kiếp nữa bắt đầu với những điều buồn khổ Với một đời sống bất an Chỉ bằng hãy sợ tất cả những điều buồn khổ Đến với ta làm cho ta quá mệt mỏi rồi Thì bây giờ phải chấp nhận Từ bỏ nó, xa lánh nó chỉ một việc đơn giản đó là thực hành lời của Phật dạy trong đời sống của mình, tất cả buồn khổ sẽ xa rồi chúng ta, an lạc hạnh phúc giải thoát sẽ tự nhiên đến. Hôm nay có cái duyên về thăm chùa Pháp Hòa, được thưa chuyện cùng với các vị Minh Thiền nghĩ rằng với cái tài hèn sức mọn của mình chỉ nói được đôi điều như vậy mong quý Phật tử thực hành lời của Phật dạy để cho đời sống của mình được yên bình, được hạnh phúc, được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe và cầu chúc tất cả mọi sự tốt lành đến với các vị. Cầu chúc tất cả những buồn khổ bất an xa lìa cuộc đời của các vị để an lọ, an lạc, giải thoát luôn luôn có mặt trong tâm hồn của các vị xin chân thành cảm ơn rất là nhiều anh Di Đà Phật.